Chào mừng các bé đến với trò chơi với chữ cái L-M-N. Đầu tiên, cô con mình cùng chơi trò chơi quân rích rắc nhé. Để chơi trò chơi này, khi quân rích rắc rơi xuống chữ cái nào thì chúng mình sẽ đọc to chữ cái đó lên nhé. Chúng mình cùng bắt đầu chơi nào. L L M L N N M. Bây giờ cô mời các con cùng chơi trò chơi lật ô đoán chữ nhé. Trên màn hình là các ô số, các con sẽ lật một ô số nào đó mà các con yêu thích. Cô sẽ lật ô số 3 trước nào. À, trong hình ảnh quả na có chữ N. Chữ M. Chữ M. Chữ L. Chữ L. Ô, cô chơi vào ô mất lượt rồi. Mời các con chơi trò chơi thử tài trí nhớ. Yêu cầu các con sẽ tìm chữ cái còn thiếu trong từ nhé. Bên cạnh hình ảnh hoa sen, cô có từ hoa sen. Bên dưới, cô cũng có một từ giống từ hoa sen đấy, nhưng có một chữ cái còn thiếu. Các con hãy tìm chữ cái đó nhé. Cô sẽ chọn chữ L. Ô, hình như đáp án này sai đúng không? Cô chọn lại nhé. Cô chọn chữ N. Ôi, bạn giỏi lắm. Bên cạnh bức tranh hoa lan, cô có từ hoa lan. Nhiệm vụ của các con là tìm chữ cái còn thiếu trong từ bên dưới nhé. Cô chọn chữ M. Ồ, đây là một đáp án sai. Cô chọn chữ N nhé. Giỏi lắm. Bên cạnh bức tranh hoa màu gà, cô cũng có từ hoa màu gà. Bây giờ các con hãy chọn chữ cái còn thiếu nhé. Bạn chọn chưa đúng. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Bên cạnh bức tranh hoa hướng dương, cô cũng có từ hoa hướng dương. Các con hãy chọn chữ cái còn thiếu nào. Bạn chọn chưa đúng. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Ôi, bạn giỏi lắm. Cô có bức tranh hoa đồng tiền và từ hoa đồng tiền. Các con hãy chọn chữ cái còn thiếu nào. Bạn chọn chưa đúng. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Ôi, bạn giỏi lắm. Đây là bức tranh hoa tulip và có từ hoa tulip. Các con hãy chọn chữ cái còn thiếu nhé. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Đây là trò chơi ba chữ cái L, M, N được sắp xếp theo quy tắc. Nhiệm vụ của các con là hãy chọn những chữ cái còn thiếu trong dãy sắp xếp này nhé. Bạn chọn chưa đúng. Bạn
chọn chưa đúng. Bạn chọn chưa đúng. Hoan hô, bạn rất là giỏi. Bạn chọn chưa đúng. Bạn chọn chưa đúng. Vừa rồi, các con vừa chơi trò chơi với những chữ cái L, M, N. Cô chúc các con có buổi học thật là vui và bổ ích nhé!